Phạm Văn Mách, tên tuổi lừng lẫy trong làng thể hình Việt Nam, đã ghi dấu ấn mới với việc giành huy chương vàng hạng 55kg tại giải vô địch thế giới tại Wonju, Hàn Quốc vào tối ngày 9 tháng 11. Điều đáng nói là anh đã từng vô địch thế giới hạng 55kg không ít lần vào các năm 2001, 2009, 2010, 2014 và 2017. Thế nhưng, lần này, ở tuổi 47, anh lại một lần nữa chứng tỏ sự xuất sắc và sức mạnh phi thường của mình trong môn thể hình. Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng đầy cảm xúc, Phạm Văn Mách nói rằng việc đứng trên bục cao nhất không phải là điều bất ngờ với anh, nhưng nó là một niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao. Anh cũng tiết lộ một số bí quyết mà anh đã áp dụng suốt nhiều năm để duy trì phong độ ấn tượng của mình. Đó bao gồm lịch trình tập luyện nghiêm ngặt, chế độ dinh dưỡng cân đối, giấc ngủ đầy đủ và sự tự kiểm soát chặt chẽ về chế độ ăn uống. Phạm Văn Mách đã không ngừng nỗ lực và làm việc hết mình để đạt được thành công này, và anh tiếp tục là một tượng đài trong làng thể hình Việt Nam, truyền cảm hứng cho thế hệ thể hình trẻ tuổi và chứng tỏ rằng đam mê và quyết tâm có thể đưa bạn đến đỉnh cao.